cho các con khi tuổi ấu thơ. Ngày nay con nhận ra con trở về đến đây là lần cuối cùng con sẽ vĩnh viễn không còn gặp mẹ nữa. Vì bệnh khẳng tan này con xin báo hiếu cho mẹ lần sau cuối và ở nơi đây. Mẹ ơi, để lòng thành con báo hiếu, còn đây là dần để đưa tiễn mẹ đi. Mẹ ơi mẹ ơi, con vượt dặm đường xa nay nhớ về quê xưa, thì mẹ đã bỏ con rồi. Mẹ ơi mẹ, đau thương chào dân quê. Một mình thằng ta dưới mái đầu xanh là thiên tổ con mất mẹ rồi. Mẹ ơi thương cảm thay cho số kiếp ma phần. Trời cao ơi thương cánh ơi, sao ông đỡ nhiều chi phải bao cây. Thương ơi thánh ơi, mẹ quá đời giờ, anh em mình phải chịu mồ côi. Mẹ ơi thôi kể từ đây, mẹ con nằm dưỡng cách biệt. Nhà cửa con đây xong mẹ dội đi rồi. Mẹ ơi mẹ đâu rồi, mẹ bỏ con rồi. Mẹ ơi nước mắt con nghẹn ngào, ôi buồn chào. Mẹ ơi dòng lệ tiễn mẹ đi, ôi dương cần con bao nhiêu chưa xong. Ai ai nhớ đời ai, ai gặp đó trên đường, ai bài đi cần ly tan. Bây giờ đây mẹ hãy một lần thăng lên chẳng đổi lên mai đầu của anh em chúng tôi. Thôi kể từ hôm nay mẹ đã ra đi, mãi mãi không quay. Vậy cuộc vui hôm nay lòng con tan nát. Chị mẹ ơi kể từ đây mẹ đã qua đời, mẹ qua đời con yêu buồn vui. Mẹ ơi đây ba nén hương cuối cùng, đây là những nén hương cuối cùng con xin để đưa tiễn mẹ lần sau cuối. Chị mẹ ơi nhớ năm xưa gia đình mình vẫn khó khăn nghèo khổ, mẹ và cha phải gồng gánh cuộc đời hy sinh vì con trẻ. Này hôm nay đây anh chị em con đã lớn khôn ăn về gia thất, nhưng vợ gả chồng công danh sự nghiệp đã có, thì chúng con ngờ rằng sẽ cố gắng để chăm sóc cho mẹ cha. Nhưng hôm nay đây thì cha đã ra đi, chỉ còn có mẹ. Hôm nay mẹ cũng đành vứt bông bỏ lại chúng con. Rồi còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Trời ơi đàn đứt dây còn xây còn tôi. Anh chị ơi nay cha mẹ mình mất hết rồi.
thì anh chị mình, anh chị mình mới cam chịu mồ côi số phận. Còn đây bát cơm này là bát cơm cuối cùng. Mẹ ơi nhớ ngày nào mẹ đã đút cho anh em con được những muỗng cơm, mẹ đã đút cho con được những muỗng sữa để được nó lòng, mẹ đã lừa xuống kẻ cá để cho anh em chúng con được nó lòng. Còn tâm quần manh áo từ ăn học mẹ cha đã lo cho con, thì hôm nay đây mẹ ơi bát cơm cuối cùng này, dẫu hôm nay có muộn màng đi chăng nữa, nhưng ngày con là lòng hiếu thảo, con xin dâng lên cho mẹ một giây cuối cùng để cho mẹ được đó lòng như phút về nơi bồi phân. Trời cao ơi, sao nợ bài chi cay nghiệt, rồi cướp đi hình bóng người mẹ thân yêu. Hôm nay để cho anh hai ba, để cho anh em chúng con chay cay và tan nát tươi vời. Vì mẹ ơi mẹ từ đây, nay mẹ con ngắm dương đành dừng đêm. Mẹ ơi chiếc quan tài văn của mẹ nay vẫn còn đó, rồi kể từ hôm nay đầy xác thân của mẹ mãi mãi không còn sống ngơ. Có nhiều đêm mẹ đã thao thức đắp găng, trời ơi ngày sau nặng mẹ con với mỗi mòn xương vui, cần cố gian nan như mẹ nào gầy quá, mẹ vẫn cười vui như nào có ưu tiền. Rồi hôm nay đây chúng con về đây với bao nhớ chứ khi anh con mẹ như gương mặt mẹ đầy đầy từ phút hậu. Từ đây mẹ ơi, âm dương đây là cách biệt con không còn đi gặp mẹ nữa rồi mẹ ơi. Xanh thành xanh như trời cao. Mẹ ơi, giờ
đây mẹ hãy về đây dù chỉ con phát ngôn cuối cùng với mẹ ơi. Mẹ hiện không còn nơi miền dưỡng thay, những con ngơ rằng mẹ vẫn sống mãi trong mà con nhu miền ná con màu hiền làm con người phải tâm hiền nhân thương con cái gì trong lòng và suốt đời không bao giờ quên. Làm sao không quên được người mà đã chính xác cùng hàng mang nặng đẻ đau cho con thật của người. Từ đây mẹ đã ra đi hết không quay về năm qua. Mẹ ơi một giấc nữa mới xa mẹ rồi, xa rồi bóng hình thân thương chúng con bây giờ đã trở thành một chưa dưỡng dục sanh thành, hiểu hận chưa tròn mà sao mẹ đỡ bỏ con đi thăm dương cánh tiền biết tìm mẹ nơi đâu mẹ ơi có hay lính nhìn trong tháng đã cối lòng vì ông tâm ma quỷ cho người theo tháng ngày thứ chi cuối cùng này thời gian không còn bao lâu nữa khi mẹ mới định ra đi tay dương tự quốc ngay xin nguyện cầu cho mẹ sớm về quê an lành tây phương tịnh độ. Mẹ ơi anh chị ơi có nỗi buồn cảm hơn chứ kể từ đây người mà đã sanh thành người mà lo lắng cho con chúng con không nay đi không biết nói cái gì hơn nữa ngoài những giọt nước mắt nghẹn ngào và những giật khăn tan căng như đưa tiễn mẹ đi. Mẹ ơi từ đây mẹ đã ra đi biệt mình lìa dương thế hoang vắng hồn theo gió bay để lại đây con gào niềm tiếc thương tình thâm bóng hình mẹ đã vững dừng trôi lòng con luôn thương nhớ mẹ hiền công ơn nuôi dưỡng chín tháng mẹ đã cố gắng rồi một tay không ngầm mẹ chở che cho đàn con ai lớn con nuôi thì mẹ đành chia chiến lìa xa đời vương thay cho con một người sao mẹ đã có con đoan đất và đây là một phá đường này con xin dâng kính lòng thánh nguyện công hồn thiêng mẹ hãy về chứng minh cho đàn con bao hiếu thâm tình giờ đành mau tứ lìa xa. Mẹ ơi với bát cơm cuối cùng này con xin đưa tiễn mẹ đừng sao cuối. Mẹ ơi mẹ hãy về đi thay dục với con trẻ mẹ ơi vì lễ di quan nó sắp sửa con với trình diễn mất mẹ rồi thì ngày bát cơm này con trẻ thiếu ơn cho trời lại con xin nhớ tới mẹ bát cơm cuối cùng xin mẹ hãy về thì kinh dâm con dân kính xin đây đầu xin mẹ hai chứng cho lòng thành quyền thành tâm má dân nhà lên mồ phá cường dưới trang thân tình nói không má đến lời gì nay mẹ đã ra đi cánh xa dương trần mẹ ơi tâm thành bao hiếu dân.
công chứng cho con thơ. Đầy hiếu thảo, đầy ân tình, nay mẹ đã bỏ con đi rồi. Từ ở đây cánh biệt trần gian, hẹn kiếp sau con gặp mẹ rồi. Báo ơn á, sanh thành à, nay con che dân lên. Một ba cơm ân tình, người bắt cơm tình, thay mặt tất cả anh chị em trong gia đình, nay con trẻ xin lấy đầu dựng lên báo hiếu. Và tâm thần xin cảm ơn tất cả anh chị em những lời gia đình cũng như lòng thành thức đẹp tinh thần báo hiếu cho mẹ cho bà. Và lần này em giáo dân cảm ơn quý vị và hôm nay thay mặt tất cả những người con cháu để báo hiếu nhân cơm, chúng em xin được hát thực hiện bắt đầu. Mẹ ơi,
Cội ơi, che phủ bộ áo quân. Một phút ra đi, vàng phút sầu. Mẹ ơi, nơi âm cảnh dương gian, mẹ cũng mừng biết cần gian đi về lại nỗi nhớ thương. Mẹ ơi, con đã cố nén đau thương và dằn cơn xúc động, mà sao dòng lệ nước mắt con thơ cứ mãi tuôn rơi. Bỏ lại dương chân, đổ
thương vì từ đây lẽ chẳng khổ đau mẹ là người mẹ kính yêu mà cháu con nhớ thương chờ mong ân tình mẹ con khắc sâu mãi trong tâm giờ nay chia lìa mỗi người một nơi mẹ cánh xa làng quê nhớ thương mẹ hiền một đời nuôi con dường đôi chúng con nay thành danh chờ anh em cũng chưa đợi đáp cho mẹ trăm tuổi thấy mẹ xa xa rời chúng con từ đây cách xa hơn mong con gặp mẹ để nỗi lòng nhớ thương. Sao ngờ hơi bài chi cây đình chúng con hôm nay mẹ ơi quang tháng tiêu gạo sao trời cao sao nỡ nhiều an bài để giờ đây con mất mẹ rồi để giờ đây con phải chịu mồ côi mẹ ơi bắt cơm để đi trước và những ly trà không dâng lên khói hương nguyện cầu mong trời chứng minh cho cháu con dương trần thành là tất dân đêm nguyên lòng con cầu xin mẹ nhẹ nhàng kính cho hồn mẹ linh thiêng trở về tây phương.